Vâng, thưa kính chào các anh chị em quan tâm, đặc biệt là các anh chị em trẻ và là các anh chị em đang sống tại Việt Nam. Tôi vừa phải dừng lại một chuyến đi về một nơi tôi rất muốn đến, rất cần đến. Đó là biên giới của một vùng biên giới của Thái, tức là vùng Ubon. Vùng Ubon là hành trình cái chuyến xe của tôi đã phải dừng lại vì một cái live stream của của anh Hưng Bá Hải tại Na Uy. Một cái câu hỏi một số các anh chị em có thể là sẽ đặt ra đối với tôi là Huỳnh Bá Hải là ai, Huỳnh Bá Hải là gì, mà cái câu chuyện tôi đã trường hợp đến anh Huỳnh Quốc Huy, tôi đã nói rằng tôi đã không có cần thiết phải đề cập đến nữa, tức là nói một lần thôi. Nhưng tại sao hôm nay tôi phải dừng lại cái chuyến đi đó? Một cái chuyến đi đối với tôi rất là quan trọng để ngồi đây trao đổi với các anh chị em. Trên cái status tôi vừa mới báo thì cũng có những người, ví dụ như anh Nguyễn Kim chẳng hạn, thì đưa ra những nội dung gần như là coi thường, nếu không muốn nói là miệt thị. Tôi không biết phải nói điều gì hơn. Các anh các chị cũng có thể có quyền để miệt thị tôi, nói rằng à mày là một thằng ngu, mày là một thằng dốt. Điều đó các anh các chị có quyền. Tuy nhiên một số những người vì thông tin trái chiều, vì thông tin không có nhận rõ đó, đang có những cái nhìn rằng tôi là kẻ gian trá, tôi là kẻ lường gạt theo cái cách dẫn của anh Huỳnh Bá Hải. Thì tôi nghĩ rằng quyền tự vệ của tôi phải lên tiếng. Tôi lên tiếng không phải vì cho cá nhân tôi, mà tôi lên tiếng vì cái cuộc chung của chúng ta, cái cuộc tranh đấu chung của chúng ta, nó cần chúng ta phải nắm rõ, chúng ta phải biết rõ từng sự kiện, kể cả từng nhân lực. Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần phải nói sơ qua về anh Huỳnh Bá Hải một chút xíu, nó tương quan đối với tôi như thế nào. Cách đây mấy năm thì anh Huỳnh Bá Hải có tiếp cận tôi và có đưa một số những thông tin của bên phía Việt Tân, của bên phía Hoàng Cơ Định, của bên phía Lý Thái Hùng, thì tôi thấy một số những thông tin đó, nó có thể tin được. Khi mà anh Hải ở Thái Lan sang bên Na Uy, rồi những lần sang Pháp là đầu tiên là tiếp cận tôi, và qua tôi mới đến một số những người khác, và sau cùng thì anh Hải trở thành một người gần như là tùy viên của anh Nguyễn Gia Kiểm. Tôi luôn luôn tôi nghĩ rằng anh Hải như là một người cần phải học rất nhiều, cho nên tôi coi như là một dạng đàn em. Thậm chí tôi để cho anh Hải về tới tận nhà của tôi và anh ngủ trong vườn của tôi. Nên là lúc đó là tôi ngủ tại một cái lều trong vườn của tôi, và anh Hải là ngủ trong cái xe của tôi thường là di chuyển đi làm. Cho nên nó là cái phòng ngủ của tôi, đời sống của tôi nó là như vậy. Tức là tôi không có giấu giếm gì cả. Sở dĩ tôi để như vậy là bởi vì khi anh Hải tiếp cận tôi đó là vì một số những cái thông tin từ anh Huỳnh Ngọc Tuấn tại Việt Nam cho rằng tôi là người đã gọi là ăn cắp cái số tiền 100.000 đô la, gọi là 100.000 đô la làm biến cố Thiên An Môn để làm giàu. Khi mà anh Hải tiếp cận tôi, những cái kinh nghiệm của một người tù cho tôi nhìn thấy rất rõ anh Hải có cái ý đồ đó. Tuy nhiên tôi không ngại ngần gì cả, tại vì lặp lại với các anh chị em
đối với tôi, anh Hải cho tới giờ này vẫn là một người trẻ con, dẫu rằng là anh ấy nhận anh là một nhà báo gì đó. Nói như vậy không phải là sỉ nhục nhau, không phải là coi thường nhau, nhưng mà cái gì nó ra cái đó, chúng ta nên rạch ròi với nhau. Ta là ngô thì ta là ngô, ta là khoai thì ta là khoai. Tôi khá là ngạc nhiên trong thời gian vừa qua, tức là 2 3 ngày vừa qua, là anh Huỳnh Bá Hải cật lực hỗ trợ bảo vệ cho anh Huỳnh Ngọc Huy, Huỳnh Quốc Huy. Đối với tôi cho tới giờ này, tôi cũng vẫn coi Huỳnh Quốc Huy là một một thằng em, mà trong một số những trao đổi riêng tư đã nhận tôi như là một, gọi là một thằng anh giang hồ phương Nam. Một số những chi tiết nó cá nhân quá, và cũng cần phải giữ thể diện cho nhau. Đối với tôi không muốn rằng trong cái cuộc tranh đấu của chúng ta đó, chúng ta đối xử với nhau nó cạn thầu rau máu. Anh em của chúng ta có thể có những sai lầm, anh em của chúng ta có những lúc ngã ngựa, và không thể, gọi là cái đạo đức giang hồ phương Nam không thể ra một bất cứ một cú cú đòn nào nữa, một cú đòn nào tiếp theo đối với người gọi là ngã ngựa. Đối với trường hợp của anh Huỳnh Quốc Huy, tôi coi rằng anh Huỳnh Quốc Huy là người đang ngã ngựa. Ngã ngựa, và cái con ngựa đó chính là niềm tin của đồng bào, niềm tin của anh em ở ngoài nước cũng như ở trong nước. Tôi cảm thấy nó khá là tiếc khi một số những cái status, những cái sự trình bày của người bạn gái của Huy ngày hôm nay, mà Huy để giống như là một cái phát ngôn nhân của mình, đồng thời dựa vào hoặc là tựa vào anh Huỳnh Bá Hải cũng làm giống như là một phát ngôn nhân thứ hai của mình. Và trong những cái phát ngôn đó đó là đặt một số những nghi vấn, đặt dẫn dắt dư luận, để dư luận đặt vấn đề về cái quỹ, gọi là quỹ H2, tức là quỹ hành động H2. Vâng, thưa các anh chị em, anh Huỳnh Bá Hải có đề cập đến cái quỹ đó và có đem một số những cái tên tuổi của những người rất thân đối với tôi ra. Và tôi biết rằng khi anh Hải đem tên những người đó ra, đã là đem ra công luận như vậy, là hoàn toàn không hỏi han gì cả. Hiện tại vừa 5 phút vừa qua tôi đã bị than phiền bởi những người bị đem tên ra, là anh Hải đem tên ra. Thì tôi có nói rằng cái chuyện đó là chuyện bình thường đối với Hải, bởi vì tôi lặp lại, đối với tôi Hải vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Nhiều chuyện, đứa trẻ con nhiều chuyện. Những cái tiết lộ của Hải đó, nó khoảng 40% nó có sự thật trong đó. Nhưng mà một miếng bánh mì, dầu chúng ta có bẻ ra làm 4, làm 5 thì nó vẫn là bánh mì. Nhưng mà sự thật khi mà chúng ta bẻ ra làm 2, làm 3 thì nó không còn là sự thật. Khá tiếc là những người như anh Huỳnh Quốc Huy hay là anh Huỳnh Bá Hải, tương đối gọi là những người con trẻ, để trong một cái dấu ngoặc, để một dấu ngoặc kép. Tức là đều là những người khoảng 40 rồi, xấp xỉ 40, trên dưới 40. Gọi trẻ như vậy đó là chúng ta cũng đã có những sự đành đoạn đối với nhau khi chúng ta gọi như vậy. Bởi vì năm xưa khi Đức Quang Trung vào tới phá trận Ngọc Hồi mà vào tới Thăng Long, ông mới ngoài 30. Ngày xưa những người lập thuyết cho Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng như là các đảng Đại Việt đều là những người trên dưới 30 tuổi. Thì đâu đó qua cái chuyện gọi là già hay trẻ như vậy, chúng ta lan man để chúng ta thấy rằng chính chúng ta đang có vấn đề, đang có một cái lỗ hổng, một cái lỗ hổng tri thức trong chúng ta. Thế nào là trẻ, thế nào là già? Trở lại cái chuyện H2, tức là cái quỹ H2. Khi anh Huy nói rằng anh Huy bị bách hại, bị truy bức, bị truy sát, thì đối với những anh em tù chính trị chúng tôi đó, đặc biệt là
Tôi có quan hệ ngay với một số người, kể cả với lãnh sự của Mỹ, và có nhờ một số những người như là anh Tùng để quan hệ với những người làm ngoại giao ở của Na Uy, liên hệ với chị Tường Nguyên để có ngay những cái công tác, có ngay những cái liên lạc đối với cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Thái Lan cũng như là tại Âu Châu để tìm cách bảo vệ cái mạng sống của anh Huỳnh Quốc Huy. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi tin hoàn toàn một số những cái vấn đề mà các anh chị em có thể nhìn được. Thí dụ như là tại sao anh Huỳnh Quốc Huy anh bán nhà được, mà khi anh bán nhà như vậy là anh chuẩn bị cái gì? Tuy nhiên đối với phản ứng cá nhân của tôi lúc bấy giờ đó là nếu anh Huy là người tốt thì những người như chúng tôi phải có bổn phận bảo vệ, và đã gọi là bảo vệ tối đa. Còn nếu như là anh Huy sai sót, anh Huy có những cái sai lầm ấy, thì cái đó là anh Huy sẽ trả lời trước công luận, anh Huy sẽ chịu trách nhiệm đối với lịch sử. Ở trong thời gian khoảng 5 tháng vừa qua, anh Huy đã làm được một số điều gọi là ích lợi. Đó là tạo ra được một số những gọi là những nhóm người theo anh Huy, lắng nghe anh Huy trình bày những cái suy nghĩ của anh Huy. Đó là một mặt tích cực. Và cho tới giờ này đối với riêng bản thân thân tôi, nếu nói rằng cảm ơn, phải cảm ơn thì tôi vẫn xác nhận tôi phải cảm ơn những người như anh Huy và những người trẻ làm livestream khác, chứ không phải là chỉ có riêng anh Huy không. Có những người khi mà lên livestream nó chỉ có 5-6 ngàn người theo thôi, tức là following hoặc là view thôi, nhưng đối với tôi chưa bao giờ dựa trên cái chuyện là cái người view vào ai, tức là 20 ngàn người hay 30 ngàn view đó thì là tiếng nói đó mới có giá trị. Tôi với một cái kinh nghiệm hoạt động Facebook suốt từ năm 2010 đến nay, tôi biết rất nhiều những cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật like ảo, kỹ thuật following ảo, người ta đều có thể mua được. View ảo người ta đều có thể mua được, người ta đều có thể xây dựng được, người ta đều có thể làm được, đặc biệt ở trong tầm vóc, gọi là tầm vóc quốc gia, tầm vóc của an ninh của một quốc gia, đẩy view không phải là chuyện khó khăn lắm. Cho nên cái giá trị là giá trị của những người livestream nói như thế nào, trình bày như thế nào, tâm tư nào đem đến được với người nghe, đó mới là điều quan trọng. Lý thuyết suông thì nó chỉ có ở một cái giai đoạn nào đó nó còn giá trị thôi. Lý thuyết mà không có hành động, lý thuyết mà tâm đạo không đi cùng thì đến một lúc nào đó nó sẽ lòi ra. Nói giỏi đến đâu nó cũng sẽ lòi ra. Cho nên cái gọi là con dao hai lưỡi của Facebook, của truyền thông tự do của ngày hôm nay nó là như vậy, đặc biệt là livestream. Cũng từ cái chuyện nói đến sức mạnh truyền thông, chúng ta cũng phải thấy rằng đừng đùa với truyền thông ngày hôm nay. Anh đừng nghĩ rằng Facebook nó là ảo. Nếu anh đúng, cộng đồng Facebook, nếu anh chân tâm, cộng đồng Facebook là một cộng đồng lớn bảo vệ anh. Nhưng nếu anh có cái suy nghĩ lệch lạc, anh có những cái hành động nó đi ngược lại với những điều anh nói đấy, thì cộng đồng Facebook họ sẽ soi anh ra ngay. Và nó là một cộng đồng rất lớn, nó là cộng đồng rất mạnh. Cái sức mạnh của Facebook đừng đùa, đừng đùa, đừng đùa. Anh có thể lão xạo được trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hoặc 5 tháng, nhưng anh không thể lão xạo được cả hàng năm. Bất kỳ ai. Và đây là một cái kinh nghiệm cho chúng ta. Cho tôi cũng thế, cho các anh chị em cũng vậy. Về cái quỹ H2, lại trở lại cái quỹ H2 là rất là khéo léo. Tôi nghĩ đây là cái khéo léo của một người làm truyền thông, tức là một người làm truyền thông cộng sản.
Anh Huỳnh Bá Hải từng là nhà báo tại Việt Nam trước khi được Việt Tân đưa sang Thái Lan, rồi sau đó được các anh chị em trách nhiệm của trang mạng Dân Làm Báo là push đẩy anh đi sang bên Na Uy hưởng quy chế tị nạn và hưởng quy chế báo chí, tức là quy chế nhà báo quốc tế. Thực ra là tôi rất là tiếc cái quy chế nhà báo đó, biết bao nhiêu người cần thiết, biết bao nhiêu người cần thiết, nó không thể là những người gọi là những người ba vạ như vậy được, không thể rơi vào tay những người ba vạ như vậy được. Thì một cách rất là khôn khéo, tôi gọi là bản chất của những người nhà báo, thậm chí là nó nói đến nhà báo thì lại nói đến anh Huỳnh Quốc Huy cũng xuất thân từ nhà báo, và tôi rất mong rằng hai người càng sớm càng tốt nên gội rửa cái thói quen nhà báo của Cộng sản Việt Nam, cái sự trí trá, cái sự lươn lẹo nên dừng lại. Tại vì ngày hôm nay với sức mạnh của truyền thông, cái tâm của các anh nó sẽ ra hết, nó sẽ lòi ra hết. Bởi vì đã đến thời kỳ tất cả những thằng làm báo gọi là truyền thông sẽ phải xuất hiện trên các livestream. Thí dụ như là có một số bài viết mới đây nhắc, tức là anh Huỳnh Bá Hải chạy kéo những cái bài viết mà người ta tố cáo tôi rằng tôi là người ăn cắp, tôi là người từng tuyên bố 100 ngàn có thể làm biến cố Thiên An Môn, tôi là người ăn cắp cái số tiền đó. Ông Dương Hoài Linh ở Colorado viết với một cái giọng rất là trịnh thượng, và tôi trộm nghĩ rằng với một cái kiến thức viết, với một cái đời sống tại Colorado, ông Dương Hoài Linh có thể nhìn được rất nhiều góc cạnh ở cái sự kiện gọi là 100 ngàn làm biến cố Thiên An Môn của năm 1999 tháng 7 xảy ra tại San Jose. Tất cả những cuốn băng ngày hôm nay còn đó. Vậy tại sao ông Dương Hoài Linh viết được như vậy? Ông Dương Hoài Linh liên quan như thế nào đối với Việt Tân? Ông Dương Hoài Linh có sự chỉ thị nào không? Tôi có quyền đặt câu hỏi chứ, bởi vì với một cái trí tuệ, với một cái ngòi bút tương đối gọi là sâu sắc như ông Dương Hoài Linh thì quả thực tôi bất ngờ. Tôi bất ngờ là cái sự kiện 100 ngàn làm biến cố Thiên An Môn ngày hôm nay được viết rất giống cái giọng điệu năm 1999 tháng 10, tháng 12 năm 1999 của một người cũng là nhà báo, gọi là nhà báo hữu nguyên của tờ Sài Gòn Times ở bên Úc. Tức là nó đốn mặt, nó gian xảo, nó quỷ quyệt. Đạo đức ở đâu? Trước đây tôi đã có đề cập đến cái câu chuyện 100 ngàn làm biến cố Thiên An Môn, mà những người của Đảng Việt Tân đã rất khôn khéo nhét cái chữ đó vào trong mồm của tôi. Và đó là cái sự việc nó dẫn đến tôi phải 7 năm, 8 năm ở ẩn. Bởi vì truyền thông lúc đó không như ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi có Facebook, ngày hôm nay tôi có trang mạng của tôi, ngày hôm nay tôi có anh em của tôi. Từ truyền thông mang lại, từ Facebook mang lại. Nhưng năm 1999, 2000 thì không. Tất cả những tờ báo đã được mua, tất cả những đài phát thanh đã được mua, họ đều nói theo một kiểu giống như tại Việt Nam. Những người Cộng sản ảnh hưởng lên những ngòi bút tại Việt Nam. Đảng Việt Tân đã là một cái đảng phái đặc thù như vậy suốt từ những năm 1994, 92 cho tới khoảng những năm 2012, 2013. Cho tới giờ này thì không thể làm được chuyện đó nữa, bởi vì sức mạnh của Facebook đã tràn lan rồi. Người ta đã có thể, tôi oan, tôi không phải là tôi phải 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 đi đến một cái tòa nào đó để tôi đánh trống để mà tôi kêu oan, không. Tôi có thể xuất hiện cùng với các anh chị em, với khả năng của truyền thông, với sức mạnh của truyền thông để tôi trình bày rằng sự việc nó là như vậy, thẩm định là quyền của các anh chị em. Song song với ông Dương Hoài Linh thì cũng có một người tôi gọi là một cái người, anh thì anh nhận anh là giáo sư, cái nick Tuấn Trần ở San Jose.
tôi thấy nó hơi trẻ con một chút xíu khi anh Tuấn Trần anh nói rằng anh là người trực tiếp tham gia trong cái buổi nói chuyện đó, tức là anh là người trực tiếp trong cuộc, trong cái sự vụ mà tôi tuyên bố có 100.000 làm biến cố Thiên An Môn. Đây là một cái lời nói láo xạo của một người đã ngoài 60. Trong thời gian tới, cô Thu Sương, tức là một người hoạt động nghệ thuật cùng với chúng tôi, cũng là một nhà tranh đấu, cô Thu Sương sẽ làm hết lại cái toàn bộ cái cuốn video của cái sự kiện diễn đàn công luận năm 1999 khi tôi mới ra tù và đến thẳng San Jose chỉ mặt Đảng Việt Tân rằng các ông các bà phải chịu trách nhiệm về cái sự lừa dối của các ông các bà đối với sự kiện ông Hoàng Cơ Minh và anh em chúng tôi đã thảm tử từ năm 1987 mà tới năm 1999 các ông vẫn cứ rao rảo rằng Hoàng Cơ Minh còn sống, anh em chúng tôi còn hoạt động trong quốc nội, kể cả những người vợ, những người mẹ, chồng con của họ, con cái của họ chết từ năm 1987, tổ chức vẫn giấu nhẹm. Đó nó thuộc về đạo đức, chúng ta không thể chấp nhận. Vì tôi vào tận trong tù và suốt ba trại tù khủng khiếp của Việt Nam, tôi ghi nhận được tất cả những sự kiện đó. Và khi tôi ra hải ngoại, tôi nhấn mạnh cái chữ tôi cho cái quyền thượng ngôn đối với tổ chức Việt Tân, dẫu rằng lúc bấy giờ tổ chức Việt Tân tìm đủ mọi cách để anh Thành ơi im đi đừng có nói nữa, chúng tôi sẽ trả thế này, chúng tôi sẽ trao cho anh cái kia, đừng có mua chuộc tôi. Tôi không phải là cái người dễ dàng để mà mua chuộc. Vậy một số các anh chị em nói là 100.000, tôi có phải là người tuyên bố 100.000 làm biến cố Thiên An Môn hay không? Trước đây khoảng hơn một tháng, trong cái sự kiện diễn ra liên quan đến Phan Hùng, tôi có đề cập đến cái chuyện đó rồi trong một cái live stream. Tuy nhiên giờ này bởi vì các anh chị em dội lên cái, tức là đang dùng cái đó để làm nhiễu loạn cái sinh hoạt đấu tranh, đặc biệt làm loãng đi cái niềm tin của các anh chị em ở trong nước, đặc biệt các anh chị em trẻ. Cho nên tôi buộc lòng cái live stream này tôi sẽ trình bày trình bày lại một cái vết đau, một cái vết thương của tôi. Hy vọng rằng nó cho các anh chị em, đặc biệt các anh chị em đấu tranh tại Việt Nam nhìn thấy rằng, nhìn tự nhận ra thật rõ rằng cuộc đấu tranh nó không hề đơn giản. Con đường của chúng ta đi không có táo ở bên cạnh, không có cam, có quýt ở bên cạnh để chúng ta muốn, chúng ta khát, chúng ta muốn ăn là chúng ta giơ tay chúng ta vạch bên phải có cam, bên trái có táo. Không. Con đường của chúng ta đi là con đường sạt đạo. Con đường của chúng ta đi là con đường gió tanh mưa máu. Và sự gió tanh mưa máu đến nhiều nhất là do chính anh em chúng ta. Trước khi đến từ kẻ thù, nó đến do chính anh em chúng ta. Anh em chúng ta vì thời giờ không có, vì nông nổi, vì nông cạn, cho nên rất dễ miệt thị nhau. Và các anh chị em hãy hình dung đi, một người tranh đấu khi họ bị miệt thị, họ bỏ cả gia đình của họ, họ vào trong tù, họ giữ được, dẫu rằng rất khó khăn, họ vẫn giữ được danh dự của họ, danh dự của dân tộc. Và khi họ tiếp cận ra cộng đồng hải ngoại, cả một cái cộng đồng hải ngoại lớn lao như vậy lăng mạ họ, xỉ vả họ, đem cả gia đình của họ, bố mẹ của họ ra để lăng mạ, để lăng nhục. Nếu đặt trường hợp các anh chị em đứng trong vị trí đó, các anh chị em suy nghĩ như thế nào? Các anh chị em đau không? Đau chứ. Chúng ta tranh đấu, cái gì chúng ta được, chưa biết, rất là xa vời. Nhưng đau thương thì là rất gần đối với chúng ta. Tra tấn, đánh đập, tù đầy, cùm xích, chúng ta phải chấp nhận. Nhưng cái sự cùm xích dẫu rằng trong cô độc, trong cô đơn, chúng ta vẫn đủ sức để chúng ta đi được, để chúng ta sống được, để chúng ta ngạo mạn được. Nhưng khi đứng trước sự lăng mạ của anh em chúng ta, của cộng đồng của chúng ta, thì không ai đứng vững được, không ai có thể đứng nổi. Và đây chính là sự khôn khéo của kẻ thù. Họ tận dụng vào cái thời gian của chúng ta quá ít, thời gian của đồng bào quá ít tại hải ngoại, bị bươn trải vào rất nhiều sự kiện,
phải trả nợ các áo cơm, cho nên đầu tư cho cái chuyện tranh đấu nó không có nhiều. Mà cái chuyện tranh đấu thì nó muôn hình vạn dạng, nó hoàn toàn không đơn giản, nên rất dễ để đi đến cái chuyện lăng mạ đến nhau. Khi tôi sang bên Hoa Kỳ, một cái tức là nhiều cuộc họp, trong đó các cuộc họp đặc biệt tại San Jose, đó là khoảng 3.000 người, tôi nghĩ hơn 3.000 người chệt hết ở trong hội trường lẫn ở bên ngoài, vỗ tay tôi hoan hô anh hùng Phạm Văn Thành, con yêu của Tổ quốc. Tôi nghe tôi đau lắm, tôi nghe tôi xót lắm, bởi vì ngay lúc đó cảm giác của tôi đã hình dung rằng ngày hôm nay các anh các chị có thể tung hô tôi một cách dễ dàng như thế, thì 2-3 tháng sau hoặc 1-2 năm sau, các anh chị em cũng sẽ đạp tôi xuống dưới bùn, ấn tôi xuống dưới những hố sâu. Bởi vì tất cả những sự dễ dàng, gọi là dễ dàng tung hô, dễ dàng khen ngợi, nó đồng thời nó sẽ đi với một cái hành vi tiếp theo, đó là dễ dàng lăng mạ, dễ dàng chửi rủa. Tôi sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu để một lần chót làm rõ ràng về cái chuyện 100.000 làm biến cố thiên an môn. Ông Dương Huệ Linh, ông là nhà báo, ông sống rất lâu năm tại Colorado. Ông Tuấn Trần, ông nghĩ rằng ông là người giỏi, ông là người có uy tín tại San Jose. Hãy làm đi, hãy làm một cái diễn đàn đi, tôi sẽ đến. Tôi lập lại, bất cứ nơi đâu, đơn thân độc mã, tôi chỉ đi một mình, giống như năm 1999. Tôi đơn thân độc mã đến tận sao huyệt của Việt Tân là San Jose. Thì ngày hôm nay cũng vậy, nếu các anh làm, nhưng là mua vé máy bay cho tôi nhé, và kể cả trả tiền cho tôi. Tôi đi thì dùng một tháng là phải trả tiền lương cho tôi một tháng, tiền vé máy bay cũng vậy. Bởi vì các anh vu tôi mà, các anh vu cho tôi làm như vậy, tôi sẽ đến để minh bạch. Và 3 mặt 1 lời hay 100 mặt 1 lời tôi chấp hết. Các anh chị em nếu muốn tìm hiểu thêm về cái chuyện 100.000 làm biến cố thiên an môn, tôi có để trên trang blog của tôi, tôi có để trên trang Facebook của tôi, kể cả livestream, các anh chị có thể tìm hiểu. Ngày hôm nay nếu mà lan man vào cái chuyện đó, thứ nhất đó, nó xa rồi, và cái thứ hai đó, tôi rất sợ là tôi sẽ giận lên, không kiềm hãm được cái lòng tức giận của mình. Và tôi có quyền tức giận chứ. Bởi vì các anh hồ đồ quá. Trở lại chuyện Huỳnh Bá Hải. Khi Huỳnh Bá Hải chạy những cái status để chuyển những cái bài vở, những cái status của ông Dương Hoài Linh hay là của ông Tuấn Trần, tôi hơi buồn, bởi vì dẫu gì Huỳnh Bá Hải cũng là một thời tôi từng coi như là một đứa em phải dạy dỗ. Tôi nhấn mạnh lại là đứa em phải dạy dỗ, tại vì nếu muốn làm được truyền thông, nếu muốn làm được một những người có tốt cho xứ sở, đóng góp tốt cho xứ sở, cái mồm phải là nói ra như đinh đóng cột, những điều gì mình nói ra nó sẽ phải được thực hiện, nó sẽ phải được gìn giữ, chứ không phải nói như là con vịt, không phải nói như cái đít vịt. Tôi nói đến đây một số người lại có thể đặt cái vấn đề, ông Phạm Văn Thành nói Phan Hùng thế này thế kia. Nghe kỹ lại đi nhá, tôi nói trong cái chuyện Phan Hùng là như thế nào, tức là chúng tôi sẽ xử Phan Hùng, chứ không phải là 3 ngày sau hay 4 ngày sau chúng tôi sẽ làm ngay. Tôi lặp lại, Phan Hùng nếu giết, chúng tôi thừa sức giết, nhưng giết để làm gì? Giờ này là cái giờ quả bóng đã được đá ra giữa sân. Cái quả bóng là đó, là báo chí, là tư pháp, đánh với hành pháp, đấu với hành pháp qua cái chuyện của chị Lê Mỹ Hạnh và chuyện của Phan Hùng. Vậy thì những người làm chính trị như chúng tôi, những người làm cách mạng như chúng tôi, bộ là chúng tôi ăn đất hay sao mà chúng tôi giải quyết gọi là cái chuyện khó khăn đang trở thành rất là nóng bỏng, rất là khó khăn cho cái gọi là đám công an của Sài Gòn. Bộ chúng tôi điên hay sao? Bộ chúng tôi ngu hay sao? Cho nên một số những người cứ chạy vào gọi là hơi mánh khóe là tại sao không thịt Phan Hùng. Thứ nhất,
Tôi nghĩ rằng những người đó là những người lợn, tức là dư lợn viên. Nếu không là dư lợn viên thì nó đầu lợn. Trở lại cái chuyện là quỹ H2. Khi thành lập quỹ H2 nó chỉ khoảng 18 người mà thôi. Khi mà thành lập cái quỹ đó, tôi có trong những giờ sắp tới anh chị em điều hợp họ sẽ đưa ra công khai những người nào có mặt trong cái group kín đó, tức là cái group làm cái quỹ H2 có mười mấy người thôi chứ không nhiều nha các anh chị em. Tôi có can thiệp vào những cái quỹ khác, nhưng những cái quỹ đó là những cái quỹ hoàn toàn bí mật, nó không như cái quỹ mà của ngày hôm nay Huỳnh Ngọc Huy đã phơi ra. Tức là sở dĩ chúng ta phải đem ra là bởi vì chính Huỳnh Ngọc Huy và gọi là đệ tử đi, của Huỳnh Ngọc Huy phơi ra. Từ cái chữ đệ tử này lát nữa tôi cũng sẽ đề cập lại một số chuyện, gọi là anh Huỳnh Ngọc Huy gọi ông Trần Văn Long là đệ tử của tôi hoặc là Phúc là đệ tử của tôi. Cái này là nó rất là, tức là đây là một cái cách nghĩ vô đạo đức, cách cách nghĩ của những người bẩn thỉu, của những người hạng thấp hèn. Chưa bao giờ trong đầu tôi nghĩ rằng ông Trần Văn Long là đệ tử của tôi cả, hoặc là cậu Phúc Lai đang là đệ tử của tôi cả. Chưa bao giờ bất kỳ một người tù nào mà tôi nghĩ rằng đó là đệ tử của tôi. Chỉ có những cái đầu óc khốn nạn hoặc những cái đầu óc con nít ranh mới nghĩ được cái suy nghĩ đó mà thôi. Con nít. Ê, trở lại cái chuyện là cái quỹ H2, bởi vì các ông các bà khui ra cho nên giờ này buộc lòng chúng tôi phải tiết lộ. Mấy ngày hôm nay anh em chị em chúng tôi cay đắng lắm, nhưng mà chúng tôi nhịn, chúng tôi tiết lộ, không không đem ra. Sở dĩ tôi phải đem ra là bởi vì ông Huỳnh Bá Hải, ông nhà báo Huỳnh Bá Hải đem tên hai người rất thân thiết của tôi, đó là bà Lữ Thị Tường Uyên và bà Tường An. Hai người này nhân cách là nhân cách, gọi là nhân cách của những người vĩ đại. Và Huỳnh Bá Hải, tức là gọi là lớn với chó liếm mặt. Vâng, xin nhắc với các anh chị nha, đặc biệt là với chị Tường An và chị Tường Uyên, là các chị đã để cho chó liếm mặt. Về cái quỹ, trở lại cái quỹ H2, nội dung khi tôi kêu gọi quỹ xác định rõ ràng: thứ nhất, chúng ta nếu không tin nhau thì rời khỏi group này. Group này chỉ có những người tin nhau mà thôi. Và làm ra với mục đích duy nhất là hỗ trợ cho Huỳnh Quốc Huy rời khỏi Việt Nam và bảo vệ Huỳnh Quốc Huy tại Thái Lan. Ấn định của quỹ là 600 đô la cho một tháng. Bởi vì chúng tôi còn rất nhiều thứ để phải làm. Huy không phải là cái người để mà 6.000 một tháng. 600 là quá rồi. Và tôi hứa với Huy rằng Huy có chỗ ăn, Huy có chỗ ở, Huy được bảo vệ. Huy đúng cái điều mà Huy khao khát trình bày với tôi là: em chỉ cần livestream, em chỉ cần làm truyền thông, em chỉ cần gọi là truyền tải ý tưởng, gọi là cảm hứng cho tuổi trẻ ở Việt Nam. Em ở đâu cũng được, miễn là gần Việt Nam. Thì tôi có trình bày với Huy đó là ngày hôm nay đó, nếu mà nghĩ rằng ở gần Việt Nam đó, thì đó là điều hợp lý. Thậm chí ở tại Việt Nam một chừng mực nhất định anh em của chúng tôi cũng có thể làm được. Và tôi có gợi ý xa gần với Huy rằng không nên nghĩ cái chuyện đi Mỹ. Tức là dĩ nhiên nếu Huy quyết định thì tôi tôn trọng, nhưng mà đi Mỹ là hãy nhìn những người như chúng tôi, hãy nhìn như những người như ông Đoàn Viết Hoạt, tức là những người khổng lồ. Nhưng khi đi ra nước ngoài, dẫu rằng đến Mỹ, là cái người khổng lồ đó mất đầu. Công lực của cái người khổng lồ đó từ 100%, từ 80% chỉ còn lại 15 đến 20% mà thôi. Nhưng mà tôi không, hoàn toàn tôi không ngờ là cái ý đồ của Huy là cái ý đồ
chỉ mượn chúng tôi để đi đến Mỹ mà thôi. Thì cái quỹ H2 vì thế tôi xác định với tất cả mọi người là tin thì góp quỹ, chúng tôi sẽ minh bạch, nhưng ban trách nhiệm, ban điều hành sẽ chịu trách nhiệm chứ không phải là Huy. Trong cái nhóm quỹ đó, trong cái nhóm kín, cái group Facebook kín đó có Huy, có mặt Huy để Huy biết ai gửi tiền vào bao nhiêu và đồng tiền đến Thái Lan như thế nào. Khi làm như vậy đó là tôi nói với Huy rằng nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chuyện bảo mật cho đường dây chuyển tiền. Nếu chúng ta bừa phứa đó, ai chúng ta cũng nhận hết thì nó sẽ lòi ra ai là người nhận tiền. Và cái thằng cộng sản, nếu mà Huy nói là Huy là người bị truy sát thì cái thằng cộng sản là cái thằng rất dễ dàng tìm đến Huy chỉ với một cái lời điện thoại. À Huy ơi, tôi thương cậu lắm, tôi có 5-3 ngàn tôi gửi cho cậu, cậu làm ơn đưa cái địa chỉ. Khi Huy đưa cái địa chỉ của người nhận là xong, đưa tên, thí dụ như là tên của Trần Long Phi, có phải tên Trần Long Phi chúng tôi giấu cật lực, thậm chí anh em ở Úc, anh em ở New Zealand khi mà gửi tiền thì chỉ nơi nào biết nơi đó mà thôi, biết gửi cho ai mà thôi, phải khép mồm lại với nhau. Ở bên Mỹ, ở bên New Zealand, ở bên Úc, ở bên Na Uy, anh Lê Viễn gửi như thế nào là nín nhịn hết, tức là không ai nói ra với ai hết. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ rằng chừng hơn một tháng trước đây là xì ra bao nhiêu là những cái gọi là những cái bằng chứng Western Union của những người gửi và của tên người nhận. Ngày hôm nay tôi có mặt tại Bangkok, tôi có mặt tại Thái Lan là để thu dọn, là để rửa ráy những điều mà cái công trình anh Huỳnh Quốc Huy anh đã làm. Tức là anh nhận tiền bừa phứa, anh nhận tiền tè le hết. Cái cậu, tức là đứa con của anh Trần Văn Long là Phi. Chúng tôi đã phải bỏ rất nhiều tiền bạc. Đó là một người, tức là Phi là một người đến đất Thái từ khi 11, 12 tuổi. Chúng tôi đã phải bỏ rất nhiều tiền bạc để làm ra những hồ sơ giả khác để Trần Long Phi có thể về được Việt Nam, làm một số những công việc tại Việt Nam cho chúng tôi. Ngày hôm nay Trần Long Phi 19 tuổi. 19 tuổi với một cái đời sống lưu bạt, lưu vong, khốn khổ như vậy. Ngày hôm nay chưa tới 40 ký. Bé tì tì. Và hai cha con của Trần Văn Long và ông Phi như vậy, bị đủ thứ mặt sát, bị đủ thứ gọi là đem hỏa mù để ném cho hai cha con của ông này. Thậm chí là ông Huỳnh Bá Hải giống như là thánh sống, nói những chuyện tức là ông Trần Văn Long đã phản tôi như thế nào, thế này thế nọ. Nói đến đây thì lại nói đến một cái sự kiện cũng muốn gợi ra với các anh chị em là chúng ta sống là phải biết bảo vệ danh dự cho nhau và phải biết bao dung lẫn nhau. Đáng lẽ những chuyện này chúng tôi không nói đâu, bởi vì nói ra thì bảo rằng chúng tôi kể công. Khi tôi ra tù tháng 11 năm 98 thì khoảng một năm sau tôi gửi về Việt Nam được khoảng 44.000 USD. Tiền đó ở đâu? Tiền đó do một số những anh em tại Paris đóng góp. Tiền đó do một số anh em tại San Jose đóng góp. Và chủ yếu, tôi nhấn mạnh, chủ yếu là tôi móc hầu bao, tôi móc công bằng của vợ tôi ra để chuyển về cho các anh em cựu tù. Không phải là chúng tôi chuyển về để các anh em cựu tù ăn, sống hàng ngày, không phải. Mà để các anh chị em làm ra những cái công trình, gọi là những công trình, thí dụ, làm ra những cái lò gạch, một chứ không phải là những, làm ra lò gạch, làm ra lò bánh mì, làm ra những vựa cừ tràm, làm ra những cái dịch vụ hút cát, làm ra những quán cà phê, làm ra những tiệm video, để từ cái tiệm video đó cho thuê video và
có thể làm được photocopy. Ngày hôm nay chúng ta liên lạc quá dễ dàng, chúng ta không hề nghĩ rằng năm 2000 một tờ fax tin khẩn cấp của anh em của chúng tôi từ Việt Nam ra bên ngoài với chúng tôi hết sức khó khăn. Vì thế phải có những cái tiệm gọi là tiệm photocopy trá hình, không phải là tiệm photocopy nhưng mà là những cái tiệm video, những tiệm bán tạp hóa có một cái máy photocopy ở đó, có một cái máy fax ở đó. Và sau gần 3 năm tất cả những công trình đó bị vỡ nát hết. Tại sao vỡ nát? Kẻ thù nó đâu có để cho chúng ta yên. Ngày hôm nay có 3 người trách nhiệm chủ của những cái công trình đó, 2 người đang ở Thái và 1 người tôi tạm không tiết lộ vì anh ấy đang ở Việt Nam, và một số những công trình vẫn còn đang tiếp tục. Tại Thái Lan có anh Lê Ngọc Vàng và anh Trần Văn Long. Những cái điều mà anh Huỳnh Bá Hải nghe ở đâu đó rồi anh lặp lại, anh nói lên, nó chỉ là một nhúm thôi, tức là nó chỉ là cái váng bọt của cả một cái mặt hồ. Và cũng gợi ý ra thêm với các anh chị em, cái số tiền bảo rằng tôi ăn cắp 100.000 đô la, cái số tiền đó khi nhận là tôi đã ngần ngại rồi. Và tôi chuyển ngay cho một cái quỹ đó anh Hoàng Duy Hùng chịu trách nhiệm. Và chỉ trong khoảng 2 tháng, anh Hoàng Duy Hùng đã quyết định từ cái số tiền 100.000 đô la đó. Ngày hôm nay chắc chắn anh Hoàng Duy Hùng đang nghe cái live stream này. Và tôi sẵn sàng đối chất với bất cứ ai. Cuối tháng 8 năm 1999, tại Boston, người của anh Hoàng Duy Hùng từ Canada ra, từ Canada sang bên Boston để quyết định lấy cái số tiền 40.000 trong cái quỹ, gọi là cái quỹ 100.000. Cái người đi sang làm cái nhiệm vụ đó tên là Phạm Hiền Hội, Nguyễn Vẹn Phạm Hiền Hội. Người đi bên cạnh Phạm Hiền Hội là Ted Chu, người trung úy của quân đội Hoàng gia Canada, và một người tài phiệt Trung Hoa. Ba người đi một cái xe Porsche. Tức là chưa tới một tháng thì đã mất chi, tức là cái quyền đó là quyền quyết định của anh Hoàng Duy Hùng là chi vào 40%, tức là 40.000 rồi. Và 2 tuần sau thôi, 40.000 đã chi ra tiếp theo. Thứ nhất là chi cho cái vụ án của ông Pôn Thanh mà anh Hoàng Duy Hùng tung vào Việt Nam bị bắt. Anh Hoàng Duy Hùng quyết định rút ra 20.000 để chi cho cái vụ án Pôn Thành. Đồng thời, anh nói rằng cần 20.000 lấy ra thêm để cho chị của anh ấy, tức là vợ của anh Pôn Thành, kiếm thêm tiền bạc trong cái dịch vụ là chơi buộc. Chơi buộc tức là chơi cổ phiếu. Dùng 20.000 để chơi cổ phiếu để lo chuyện gọi là thăm nuôi cho anh Pôn Thành. Anh Pôn Thành bây giờ đang ở Houston, ông Hoàng Duy Hùng đang ở Houston, và sự kiện này, các việc này tất cả mọi người đều biết. Tôi lặp lại sẵn sàng, bởi vì giờ này nó đã qua rất xa rồi, nó đã đến lúc sự thật phải trả về cho sự thật. Đi đến bất cứ nơi đâu tôi sẵn sàng đi. Vì thế trong khoảng hơn một tháng trời, 100.000, cái số tiền 100.000 đã mất, đã tiêu tán 80.000. 7.000 tại San Jose, tại Nam Cali. Cũng tháng 8, ông Hoàng Duy Hùng chuyển về cho một cái đường dây hoạt động của tôi liên quan đến công giáo của linh mục của Nguyễn Văn Vàng là 7.000. Là cuối tháng 8 năm 1999 chuyển ngay tại Nam Cali. Và qua đến tháng 10 thì tức là cuối tháng 9 là chuyển về Việt Nam 8.000 cho anh em cựu tù lúc bấy giờ, tức là cựu tù 20 có ông Lê Ngọc Vàng, có ông Trần Văn Long. Lúc bấy giờ là cái công tác, là công tác tôi đặt ra là các anh chị em phải làm thế nào đó để tổ chức những cuộc thăm nuôi một cách rầm rộ của những người từ miền Nam đi ra ngoài trại đầm đùn. Bởi phải đi nhiều như vậy,
nhiều gia đình đi cùng một ngày như vậy. Thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa từ ở bên Paris đi về đã, mới luồn lách được vào trong cái đoàn người đó để có được những cái thước phim cẩn thận về cái trại tù Thanh Hóa. Sở dĩ tôi muốn làm cái thước phim đó, tôi muốn làm cái sự kiện đó để những anh chị em tại Việt Nam, đặc biệt xin lỗi, để những anh chị em đang, những anh chị cựu tù, những anh chị tù đang bị giam giữ tại trại 5, tức là trại Lý Bá Sơn ngày xưa, là bằng mọi cách sớm nhất những người của chính quyền, của chính phủ đó, của chính phủ Việt Nam sẽ phải chuyển những người tù đó đi một trại khác. Bởi vì trại đó và ngày sau cái sự kiện đó thì cả ông Lê Ngọc Vàng đều bị bắt. Ông Lê Ngọc Vàng, ông Trần Văn Long, ông Phan, rất là nhiều năm. Những người án tù là 20 năm không? Những người án tù đó, đối với tôi nghĩ rằng phải tìm cách nào đó để họ đi các trại khác. Không thể để ở cái trại đó được, tại vì để là chết, vì nước quá độc. Những người anh em trong tham dự cái chuyến đi đó là đều đã bị bắt. Và cái số tiền 8.000 của anh Hoàng Duy Hùng gửi là gửi về một cái quán cà phê cho ba người tù đến đó lấy. Và khi ba người tù đến cái quán cà phê đó lấy thì ba người tù đó đã bị bắt. Và cái quán cà phê đó chính là cái quán cà phê anh Pôn Thanh đã bị bắt trước đó một tháng. Vậy ông Hoàng Duy Hùng, ông gửi 8.000 cho anh em tôi đến cái quán cà phê tại kênh Nhiêu Lộc đó. Ông Hoàng Duy Hùng làm điều đó. Giờ này ông Hoàng Duy Hùng nghĩ gì? Khi cũng cái quán cà phê đó là Pôn Thanh bị bắt. Bắt tại quán cà phê đó. Vâng, thưa các anh chị em, đặc biệt là các anh chị em tại Việt Nam, chúng ta đang trao đổi với nhau để chúng ta nhìn về một cái quá trình hơi liên quan đến cá nhân tôi một chút xíu, để thấy rằng cuộc tranh đấu nó không hề đơn giản, để thấy rằng con đường của chúng ta đi là con đường chông gai, nó không hề là con đường gọi là con đường vàng bạc, rát vàng rát bạc. Ngay như chuyện anh Long cũng vậy. Tôi rất là ngạc nhiên trong cái chuyện là anh Huỳnh Bá Hải, anh nói như là thánh sống, anh nói giống như là người biết tất cả. Và anh nói liệu anh có một cái cảm xúc nào đó không, anh nó một cái đau đớn nào không, thậm chí là anh lấy tư cách gì anh nói là A20 cũng có A20 này, A20 kia. Tôi xin lỗi anh Huỳnh Bá Hải, những người ở A20 hầu hết đều là những người trọng án. Và những người đó, bố của anh Hải chưa đủ tư cách để nói cái câu đó đối với họ. Đừng nói đến chuyện anh Huỳnh Bá Hải. Thì khi mà anh Huỳnh Bá Hải nói cái chuyện là anh Long lừa dối tiền bạc của tôi, bây giờ là tôi, đây lại là một cái chi tiết chúng ta cần phải nhìn, là cuộc đấu tranh nó là một cái sân gió tanh, đầy gió tanh mưa máu. Tôi đề cập đến mục sư Nguyễn Đắc Lũy. Tôi nghĩ đâu đó mục sư Nguyễn Đắc Lũy có một cái sự gian díu nào đó, hay một cái tình cảm nào đó, hay một cái sợi dây vàng bạc nào đó đang trói anh Huỳnh Bá Hải, cũng là một người luôn luôn vỗ ngực mình là người tin lành, là cơ đốc nhân, anh Trần Văn Long. Tôi đã nói rất nhiều lần với nội bộ của A20 rằng một số những sai lầm của chúng tôi với nhau là chúng tôi sẽ xử nhau. Không có bất kỳ một cá nhân nào ở bên ngoài cái đội ngũ của chúng tôi có cái tư cách để xử lý chúng tôi cả. Anh Long sai hoặc là tôi sai thì lực lượng A20 chiến đấu sẽ xử chúng tôi. Tôi nhấn mạnh là lực lượng A20 chiến đấu, chứ không phải là lực lượng A20 hão. Chuyện của anh Long, khi có một số vấn đề giữa gọi là cái điều hành quỹ, tức là nó có vẻ thất thoát đi khoảng 15%,
tôi là người rất giận anh Trần Văn Lộc. Mà lúc bây giờ là thông tin, tức là năm 99-2000, thông tin rất là khó để đi ra bên ngoài để chúng ta kiểm chứng được. Và lúc đó tôi nghĩ rằng chính anh Long, anh biết cái sự, tức là cái 15% nó bị thất thoát như thế nào. Sau này tôi mới biết rằng chính anh Trần Văn Long anh không biết. Okay. Tức là mỗi một người tù, đặc biệt là những người tù, khi anh ra tù có một người nào đó thương anh để chọn anh làm chồng thì đó là điều vạn phúc, đó là điều vạn may. Trong khi anh Trần Văn Long đưa từ trong trại tù ra ngoài bệnh viện Biên Hòa ra là để chết. Và trong cái thời gian ra để chết đó, có một người y tá cật lực cứu anh Long, đem tất cả những gì mình có được để cứu ông Trần Văn Long, một người tù lúc đó đã là 19 năm. Và từ đó ông Trần Văn Long sống lại được. Cái tình nghĩa đó nó lớn vô cùng. Chúng ta có thể, giữa chúng ta đây nói với nhau không, chúng ta không thể nào hình dung được cái ơn nghĩa đó. Cho nên tôi có giận, tôi thú thật là tôi có giận trong cái chuyện khoảng 10 đến 15% thất thoát. Nhưng cho tới giờ này thì tôi thông cảm. Bởi vì không phải là cho tới giờ này mà trước đây 4 năm sau khi tôi có thông tin nó được rộng rãi rồi, tôi mới tìm thấy được là cái lỗi, một phần lỗi cũng là phần lỗi của tôi. Anh em của chúng ta ở trong nước vì nhận thông tin nó khó quá, cho nên đồng tiền ở bên ngoài gửi về, khi người vợ thấy rằng đồng tiền ở bên ngoài gửi về chẳng biết là đồng tiền ở đâu, và ông chồng của mình lại cứ đem tiền đó để đi cho người khác. Dĩ nhiên có những chuyện ông Long cũng không thể nào nói với bà xã của ông là ông nó, đồng tiền nó như thế này như thế kia được. Cho nên trong một cái phản ứng rất là bình thường của một người đàn bà, họ phải giữ lại một phần nào đó. Và cái phần đó thực ra là phần chấp nhận được trong anh em chúng tôi. Gọi là trong những dịch vụ của chúng ta cũng vậy, 15% trong cái bối cảnh đó sẽ chấp nhận được. Bởi vì hãy nhìn những cái chuyện của ông Long, ông đi khắp nước để ông phân tán tiền cho các anh chị em cựu tù khắp nước. Phi Trần Văn Long không ai làm được chuyện đó cả. Cho nên ngày hôm nay nếu phải nói rằng để xin lỗi anh Long, tôi sẽ phải là người xin lỗi anh Long. Bởi vì tôi đã cứng rắn với anh Long để đến mức độ vì cái khoảng 15% đó mà tôi đã cắt đứt quan hệ đối với anh Long. Và tôi nói thẳng với anh Long, đừng nhìn mặt tôi nữa. Bởi vì anh em chúng ta sống ở trong tù, chết sống với nhau như thế nào, và đồng tiền nó không là cái gì cả, tại sao lại để nó suy xuyển như vậy. Tôi không cho cái quyền anh Long giải thích nữa. Và những cái công việc của anh Long làm sau, tức là trước đó và sau đó, đã đi đến một cái cuộc bách hại mà bố con của anh Long, vợ chồng của anh Long phải lưu bạt sang bên đất Lào để kiếm sống. Sang đất Lào kiếm sống không được, phải trở về Việt Nam để tìm cách sang bên Thái. Khi mà tìm cách trôi giạt sang bên Thái đã đụng đến cái lực lượng gọi là lực lượng Tin Lành Ngô Đắc Lũy, với một người đàn bà hết sức gian xảo, đó là Thủy Trâm. Sở dĩ tôi nói là hết sức gian xảo bởi vì tôi biết rất rõ Thủy Trâm trong cái giai đoạn tôi cùng với bác sĩ Phan Minh Hiển tại Paris điều hành chung một cái quỹ của Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, qua một cái trung gian là một cái nhà thờ tại Sóc Trăng và một cái nhà chùa tại Sài Gòn, chính là chùa Liên Chỉ. Qua cái công cách làm việc như vậy, qua những ý đồ mà chúng tôi nhìn thấy trong những cách làm việc tiền bạc như vậy, tôi thấy mẹ đây là những người sai đồng tiền ở hải ngoại gửi về một cách hết sức là vô lý. Đồng tiền cứ như là tiền chùa. Và những người như Thu Trâm là cần phải có một cái quy chế, gọi là cái quy chế để đi tị nạn chính trị được. Ngô Đắc Lũy cũng vậy. Và họ đã hợp tác với những người của trại 20, những người cựu tù ở 20 để làm ra một số những cái chuyện vớ va vớ vẩn để tạo cái uy tín cho họ, để tạo cái tư thế cho họ, để họ báo cáo rằng đó là những hoạt động mang cái tính cách gọi là gọi là chính trị, gọi là nhân quyền, để rồi kéo nhau chạy sang bên
Thái Lan. Lúc đó là tôi rất giận ông Long về cái chuyện đó. Và tôi lúc đó khi ông Long liên lạc với tôi tại Thái Lan gần như là hơ hãi. Một cái tiếng kêu cứu của ông Long mà tôi thú thực giờ này tôi nghĩ lại tôi xót, tôi thấy tôi có lỗi, tôi máu lạnh. Tôi nói anh Long, anh chết mặc anh. Cho tới khi vợ anh Long chết, lúc đó là 7 năm, 6 năm đã trôi qua rồi. Anh Long sống không có giấy tờ trên đất Thái. Và bằng rất nhiều những cái sự cố gắng của anh Long có thể sống được trên đất Thái bằng một cái nghề gọi là nghề phu hồ, nghề làm phụ cho người khác làm thầu xây dựng. Anh Huỳnh Bá Hải, anh đưa tin một cách rất cộng sản, rất báo chí cộng sản, rất phóng viên cộng sản, bằng cách đưa tên của ông Hải. Hải là một người làm cái chuyện tầm bậy ở bên này ai cũng biết rồi. Và anh Hải, anh Huỳnh Bá Hải đưa cái tên ông Hải đó, tức là ông Hải xây cất đó. Ông Hải xây cất đã từng lừa biết bao nhiêu người, lừa cả Mi Vân, lừa cả Tường An, lừa cả EFA. Để anh ấy đưa ra một gần như một sự đánh đồng để dẫn dắt dư luận, dẫn dắt người nghe rằng à những thằng gọi là làm xây dựng đều như nhau cả. Đây là một cái cách đưa tin hết sức cực kỳ là cộng sản, cực kỳ là phóng viên cộng sản. Mà tôi cảm thấy rằng trong thời gian 2 ngày vừa qua, anh Huỳnh Quốc Huy và anh Huỳnh Bá Hải y chang bản sao với nhau. Sở dĩ tôi phải làm cái live stream này bởi vì liên quan đến danh dự của chúng tôi. Và tôi lặp lại một lần nữa, nếu anh Long sai lầm thì anh em chúng tôi sẽ phải là những người xử nhau. Lực lượng Tiên Long của chúng tôi sẽ phải xử nhau. Lực lượng A20 chiến đấu của chúng tôi sẽ phải xử nhau. Chứ không phải những thứ mà lôm côm rác rưởi cỡ như là gọi là ông nhà báo Huỳnh Bá Hải. Vâng, thưa các anh chị em, tôi nghĩ rằng tôi chỉ có trao đổi được đến đây mà thôi. Cuối cùng, nhắc lại cái quỹ của H2 là cái quỹ chúng tôi lập ra và trong vài giờ nữa sẽ phanh phui. Và cái quỹ đó chúng tôi xác định rất rõ, vì bảo vệ danh dự cho Huỳnh Quốc Huy, chúng tôi yêu cầu Huỳnh Quốc Huy không lên tiếng dẫu rằng Huỳnh Quốc Huy có mặt trong cái group Facebook đó, để chúng tôi giữ tối đa cái uy tín cho Huỳnh Quốc Huy, để không có xảy ra cái chuyện là Huỳnh Quốc Huy phải ngửa tay gọi là lên tiếng xin ai đó làm cái quỹ cho mình. Tôi nói là danh dự, trách nhiệm tôi phải chịu hết. Cái điều mà tôi muốn, mà tôi nói với Huỳnh Quốc Huy rằng 600 là đủ. Dĩ nhiên kể cả những chuyện khác, đưa Huỳnh Quốc Huy từ ở Việt Nam qua tới bên đó, cái số tiền đó hoàn toàn chúng tôi không đề cập đến, đó là tiền của chúng tôi. Nhưng tôi nói cái tiền gọi là 600 cho một tháng là đủ, 600 cho một tháng 3 người là đủ. Và nếu chỉ để cho mục tiêu gọi là hoạt động truyền thông thôi, ông Huỳnh Quốc Huy thoải mái, thừa khả năng để làm việc truyền thông đó. Và tôi nhắn đi nhắn lại rằng đừng làm lộ ra đường dây, đặc biệt đường dây chuyển tiền. Dĩ nhiên tôi không dám nói rằng Huy ơi, Huy đừng có nhận, tôi cấm Huy nhận, tôi không nói chuyện. Huy có quyền, nhưng hãy tận phải cực kỳ thận trọng. Tất cả mọi chuyện bây giờ nó bị bê bết, nó bị banh sành ra. Là ngay khi Huy đến khoảng 3-4 tuần sau là Huy xin hết người này, xin nhận hết nơi này, nhận đến nơi khác, người 100, người 200, người 3.000, người 4.000. Một số anh em nói rằng à, cái số tiền mấy chục ngàn đó là chắc chắn đồng bào không phải là tiền của đồng bào, có thể là tiền của cộng sản. Tôi không nghĩ như vậy. Với những gì tôi ghi nhận được, tôi coi đây là một tấm lòng thật sự là quý hiếm của đồng bào hải ngoại, một tấm lòng hết sức quý hiếm. Và tôi coi đây là thật chứ không phải là tiền của tiền của gọi là một cái chỗ nào đó của cộng sản. 30-40 ngàn, 40-50 ngàn trong vòng 5 tháng trời, nó không phải là khó khăn đối với trường hợp như của Huy mà đồng bào đóng góp. Cho nên đối với tôi là cái khi mà Huy cố gắng Huy tách ra riêng,
không sống cùng với các anh chị em nữa, anh chị em bảo vệ nữa, để Huy có cái đời sống riêng của Huy. Và Huy đưa bạn gái của Huy sang là mọi tiền bạc đều đến với Megan cả, Megan P cả. Thì điều đó không, xin cần phải nói rõ rằng cái quỹ H2 không có một đồng nào mà vào cái gọi là vào cái sự điều hành của tôi cả. Vào tôi chỉ có gợi ý à đóng góp và khoanh tròn 6 tháng. Tức là 600 trong một tháng. Và những cái chi phí đột xuất đó, tức là gọi là 2.000 cho cái xe đó, cái xe 2.000 nhé. Tôi đồng ý là gửi về Thái Lan để mua cái xe 2.000. Hoàn toàn tôi không ngờ đó là cái xe 6.000. Khi nói đến cái xe 2.000 với xe 6.000 thì ở Việt Nam không có hình dung được. 6.000 đô la ở Việt Nam làm sao mua được cái xe ngon lành. Nhưng ở đây ở Thái Lan, cha con của ông Long, tiền của chúng tôi giúp cha con của ông Long mua được một cái xe là một cái xe 1.400, chạy thoải mái. Bản thân tôi ở bên Pháp, tôi chạy xe cũng 1.400, 1.500, thậm chí không được vào trong Paris bởi vì là xe quá cũ. Trong khi với tức là cái giá xe của Pháp và giá xe của Bangkok tương đối là hơi giống nhau, với một cái xe 6.000 là ở Pháp là thoải mái rồi. Cho nên các anh chị em ở Việt Nam đừng có tức là nghĩ rằng cái xe 6.000 thì ăn thua gì không. 6.000, một cái xe 6.000 ở Thái Lan nó khác hẳn với một cái xe gọi là cái xe 6.000 ở Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam là những thằng cộng sản nó độn thuế lên. Nó độn cả 400% thuế lên. Cho nên làm gì có cái chuyện là cái xe 6.000. Nhưng ở bên này thì nó là khác. Vâng, tôi nghĩ đó là những điều tôi nói hết rồi. Cái tình của chúng tôi dành cho Huy nó, tôi nghĩ nó đã đủ, nó đã đầy. Và tới giờ này chúng tôi đóng cái nắp hộp lại. Bởi vì chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu những anh em khác. Tôi đến Bangkok tôi gặp những anh em phải đi khất thực. Đau không? Anh em của tôi mới đến đây phải đi khất thực cùng với các vị sư. Tôi nhìn thấy những thằng em đó, nó đi khất thực như vậy. Lòng dạ của tôi tan nát hết. Thôi các anh chị em, để tránh những số những cảm xúc nó không cần thiết, tôi xin phép chúng ta ngắt ở đây. Và lập lại, nếu ai muốn rõ ràng, bất kể về chuyện gì, tôi sẽ đi đến bất cứ nơi đâu để nói một lần cho nó rõ ràng trước mặt bất cứ ai. Để bảo vệ lòng tin của nhau, để bảo vệ lòng tin của anh em tại Việt Nam. Tôi có thể là ngu, tôi có thể là khờ, nhưng lòng của chúng tôi thành thực. Xin chào các anh chị em.